ở ở trong trường chị Hằng chỉ dạy một lớp 40 em chứ không có rung như thế này đâu. Rồi bài thì chúng ta chưa viết xong, chúng ta tiếp tục viết cho xong bài nha. Và chúng ta đứng dậy chắp tay lại để chào cô Hải Anh. Cô Hải Anh sẽ đến để ôn bài tuần trước đã học nha. Rồi chúng ta chắp tay lại. Rồi và xin mời cô ạ. Ủa tụi con có chép xong này chưa? Thôi vậy tụi con chép hết đi ha. Trả bài đi, từ từ chép xong. Trả bài hả? Giờ rồi. Thôi vậy tụi con chép bài đi. Giờ tụi con chép trên bảng đi rồi đợi thầy sẽ giới. Về nhà nhớ bài để tiếp sau kiểm tra bài lấy thưởng nha. Rồi hồi nãy bạn Gia Huy trả lời đúng nè. Quà đi lấy lấy quà lấy. Rồi cho bạn Gia Huy một tràng tay nào. Rồi chào anh Gia Huy nha. Rồi bài
Bài không đây là kết thúc. Rồi. Có ai? Càng thêm ta chia tay đừng buồn, dày thân ai làm rộng một nhà. Tay sắp xa nhưng tim không xa, vui tươi ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta hát vang cho không gian đơm hoa, đưa đi xa những tình bao la. Em bước theo hương thơm nhớ lúc chuyện, dù cách xa ngàn dặm vẫn gần. Càng thêm ta chia tay đừng dây thân ai làm thầm một nhà. Nay rất xa nhưng tim không xa, vui cười ta biết trong lòng nhớ lòng. Ta hát vang cho không gian đông hoa, đường tuy xa nhưng tình bao la. Tiếng bước theo hương thơm nhớ lời tiên, dù cách xa ngàn dặm vẫn gần. Càng thêm ta chia tay đừng buồn. Nhắc lại là tuần sau chúng ta cố gắng đi sinh hoạt đầy đủ và nhắc nhở đủ các bạn vào ngày hôm nay vắng á, ta đi sinh hoạt đầy đủ hơn, cũng như là nếu như gần nhà của mình á và trong lớp của bạn mình á, mình thấy bạn nào vui vẻ thích đi chùa thì mình mời các bạn đó cùng đến với gia đình chúng ta cùng tham gia sinh hoạt chúng ta có mời được không? Cố gắng nha. Và từ sau đi học ngày hôm nay anh vẫn thấy một số em chúng ta chưa có chuẩn bị tập và lấy tờ giấy đi ghi. Cố gắng là mỗi em như vậy chúng ta có một quyển tập. Có thể là ngày hôm nay chúng ta viết không kịp, nhưng mà viết được bao nhiêu đó viết, rồi sau đó khi mà cô Tùng gửi cái hình lên trên lớp á thì mình nói ba mẹ mình mở cái hình đó ra để mình ghi chép lại để mình học bài nha. Rồi, bây giờ chúng ta về. Bảo Hải sẵn. Bảo Hải.